Ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ghi nhận trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bến Lức, Long An. Từ sáng sớm, lượng phương tiện di chuyển về miền Tây khá đông, chủ yếu là xe máy chở theo nhiều đồ đạc. Đến trưa, có thời điểm xảy ra kẹt xe, tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng phân luồng nên không xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài. Trong sáng ngày 1 tháng 9, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận cũng xảy ra ùn ứ phương tiện trong giờ cao điểm từ 8 đến 9 giờ do lượng ô tô di chuyển về miền Tây rất đông. Ghi nhận tại các điểm nóng kẹt xe trong các đợt nghỉ lễ trước đây như quốc lộ 60 Tiền Giang, cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang và Bến Tre, trong ngày 1 tháng 9 không xảy ra kẹt xe.